Ổ cứng SSDM2 KingSpeed NVMe 2280, dung lượng 256GB, 512GB, 1TB, SSD NVMe cho tốc độ ghi đọc dữ liệu siêu nhanh lên đến 100GB, tuổi thọ không giới hạn, giao thức giao diện M2 PCIe dành cho PC, laptop hoặc box SSD rời. KingSpeed là một thương hiệu lớn đến từ Trung Quốc, hiện mặt hàng bán rất chạy và đánh giá cao trên Ali. Link mua hàng trên website.